nhưng mà có cái tình trạng là không biết sao mà không gà thai bốn cái lồng rồi mà vẫn bị ra khối. Hiện tại giờ tới em là cái lồng thứ năm nè, để coi nó coi ra khối nữa không nha. Chào anh em trở lại kênh YouTube của nhà Kiên Giang, chuyên về dòng xe của Chanel. Đây nhà Kiên Giang tiếp tục lên clip cho anh em mình coi giải trí tham khảo luôn. Clip của nhà Kiên Giang hôm nay sẽ lên cái máy phù mập nè, lên máy neo cho anh em mình coi tham khảo giải trí anh em. Đó. Thì những dòng phù mập này á, em nhà Kiên Giang không có lãnh làm máy, em đặc biệt chỉ nâng cấp lên lách dài, nói chung là lên thằng lằn trên cam đó, đặng cho nó hết những mấy cái bệnh mà lỗi cơ bản anh em. Nói chung là em là diệt tận gốc luôn à, chứ kêu em mà lặn làm mà để lấy tiền mà khắc phục lỗi cơ bản này kia đây không có làm nha, tại vì anh em khắc phục có là tạm thời thôi, còn đối với em á là diệt tận gốc luôn chứ không có vụ mà khắc phục này kia nữa chân đó. Thì em lên cho cái xe này là em lấy đồ của Chanel, một là đồ của Chanel, hai nó là đồ Thái Lan, thì hai anh em mình lựa chọn. Anh em có điều kiện thì lên đồ Thái, còn không có thì anh em cứ lên đồ của Chanel cho em cũng được. Chứ hôm nay em gắp chiếc FI này áo FI thôi, áo chiếc này là chiếc Fuit của anh trai ở tỉnh nhà của em gửi không kìa, 2 ngày nay rồi, đồ rồi hôm nay cũng đủ rồi, thì em lên dàn áo là xong rồi. Với anh cứ nhờ em làm bô với phuộc bọn này kia nè, lặt vặt, nói chung là cái xe này không có dọn mới, cái xe này chỉ lên áo với làm mấy cái nào thấy coi không được đó, với vệ sinh máy với hệ thống điện này kia kiểm tra là gắn đèn đuốc này kia cho nó ngon là xong rồi. Thì cái tình trạng cái chiếc phô mập này của anh trai thì đến nhà mà cũng tỉnh nhà luôn nha anh em, tỉnh nhà nói chung là cái này tỉnh nhà ủng hộ dữ lắm, mày mạnh lắm mày đó. 68 là một này khác huyện đây, nó nằm ở huyện đâu mà ăn biên gì á. Cái xe này máy thì anh em cũng biết rồi, trong cửa hàng ra bây giờ cũng không ngon nữa chứ đừng nó mà chạy thời gian thì nó cũng tệ dữ lắm. Nhiều anh em á thì mà đã mua chiếc xe trong cửa hàng ra là chạy vài trăm cây số đã đưa cho em nâng cấp lên đồ Thái rồi, chứ không phải mà chạy tới thời điểm này đâu. Những anh em nào tùy theo cái điều kiện mình cho phép, mình có điều kiện thì mình cứ lên đồ Thái mình chạy, mình nói chung cái cảm giác chạy nó đã lắm nghe nè, không phải nhưng mà cái kiểu mà cái đồ trong xe phù mập này, xe phù mập là dòng xe hữu thông bây giờ đó, làm cái độ nó không đẳng cấp vừa mấy, thì để cho mấy đệ mở hết cho ra cho mình coi. Rồi, cục máy phù mập nó để mở rồi anh em ơi. Cái này có làm rồi anh em, cái này chủ xe nói chung cũng có tận dụng tối đa nghe nè, tận dụng mà chủ xe nói cái này nè có làm hết lần hai lần gì rồi nè, cái bộ phận mà bánh xe mũ nè, cái này bộ cái này nè, nó mới dòng phô mộc của led nè, mình đa số là bao bánh mũ bể hoài nè, dạ nó ra thai hoài đây nè. Trăm lâm anh em biết rồi, trăm lâm là đời tua lẹ nó mạnh dữ lắm anh em, nó giặt thứ gì chịu nổi, giặt hoài đó nên đi khắc phục hoài đó, mệt giải quyết cái một cho nó chặn gốc luôn, sức đâu mà nó đi khắc phục hoài, thay tay lô rồi, bê tông lô luôn rồi, ừ, bố dán bố vớt rồi, nhưng mà cái xe cũng có tận dụng hết làm máy rồi luôn rồi nè, cũng được đâu, nói chung là mấy cái bài này cài bừa thôi chứ em chạy ngon thì không được đâu. Rồi, chủ xe quyết định bỏ 5 món nha, 5 món đầu nồng dên nồi số. Rồi, để sẵn đồ quay cho anh em mình coi. Rồi tới phần review đồ thì trước khi review đồ thì em cũng có làm chiếc khu 2 nữa, khu 2 này có em trai qua đây hơi trễ ra mình quay sau. Cái khu 2 này tình trạng thì lên máy Thái rồi, nói chung mà lên hết trơn rồi, chỉ còn bộ nồi là nghe nói chưa lên bộ nồi, thì vô đầu nồng dên bộ số rồi. Nhưng mà có cái tình trạng là không biết sao mà không gà thai 4 cái lồng rồi mà vẫn bị ra khối. Hiện tại giờ tới em là cái lồng thứ năm nè, để coi nó coi ra khối nữa không nha. Khối cũng lưu ghi cho nó, cái khối là cái anh em mình dễ nhận biết nhất, còn những cái tiếng kêu á nhiều khi anh em không biết kêu là cái giống gì, còn cái khối nói chung là mình dòm là dễ biết nhất luôn đó, làm gắn vô hết không hết là mình dòm biết liền, cái gần nẹt cái là nó khói nó ra hay là không biết liền à. Còn thêm cái xe này nó bị cái ban nữa,
là cái nồi đó, nó bị thứ nhất là nó ọ, thứ hai là nó chạy hai ba vòng nó làm cái sừng cái, hai ba vòng nó làm cái cục cái vậy đó, nó tắt máy luôn vậy đó. Cho nên em nghe cái nồi này. Nó giống như bò giống như đó, còn thêm mà chạy hai ba quận cái nó giật một cái tắt máy, hai quận nó giật một cái vậy đó, đặt cái cộp cộp trống rồi cho mang để mình mở trên coi cái máy này còn thiếu kỹ thuật gì nữa đây mà nó vừa ra khói mà làm hai ba cái lồng rồi, nói chung là cũng làm hai ba tay thợ vậy đó nghe anh em. Khói là cái dễ biết nhất luôn đó. Rồi tới review đồ cho anh em coi cái máy phu mộc này lên lắp nè, đó này FI nè, mở FI nha. Thì bữa nay cũng cúp điện thành ra tụi em làm cũng hơi hơi ấy chút xíu, hơi lâu chút xíu cũng thôi nè, sáng giờ xong rồi. Chung anh trai cũng ở tỉnh nhà mà nó cũng ở cũng cách đây cũng hơi xa, thành ra tụi em gán tiếp luôn. Nó làm ở đây mình đi chạy đi về 20 cây số đang tụi em rửa đồ đó, mà rửa bằng tay nó chứ không được rửa bằng máy nữa, điện đâu mà rửa bằng máy. Rửa bằng tay tụi em gán chỗ này là cũng là hết xíu quách rồi đó chứ không còn gán nổi nữa đâu đó. Chung là gán cũng tương đối rồi, được 8-9 nút rồi chứ không có được đẹp. Rồi cái phần này vệ sinh gì đi, còn cái phần mà lên cây lắp cho cái chiếc khu mập này nè thì chủ xe quyết định đó là chơi đồ dữ luôn nha anh em, lên cái lắp thái luôn nha. Đây có hộp đây, đây khi những hàng mới anh em xài á là đều có hộp và bao bì hết nha anh em. Đây à, số má này kia nói chung là nguyên cây luôn gì đó. Còn những dòng xe này mà anh em kêu em á, mà khắc phục lỗi này kia là máy lại không có lãnh làm nha anh em. Em chỉ nâng cấp lên đồ thái hoặc là đồ của neo kim mình đó, hoặc là đồ phu chà neo đó thì em nhận lên. Nó còn mà kêu em mà gã ga sấy lòng ép dên dán bố vớt bố này kia thì cái danh sách em không có làm được nha. Đây làm cũng được cho anh em nhưng mà lấy tiền anh em cũng được, anh em chạy không bền mất công mất cái uy tín chứ không có gì. Còn cái phần em lên láp lên thằng lằn xin cam thì không còn gì phải bàn. Vậy cái bộ này thì em đã lên rồi thì em bảo hành cho anh em mình lâu dài lắm nghe anh em, giờ cam kết cho anh em mình xài nữa đó. Này cái bộ này đây là cái xin cam nè, cái này anh em thợ gọi là thằng lằn xin cam nè đó. À, thì lên cho anh em cái bộ này á, thì cái tuổi thọ nó thì tính chất cũng hơi lâu à, còn sự bảo hành á thì bảo hành cho anh em 10 năm đó, còn mà bảo hành nguyên cục máy là 1 năm nghe nè. Nó còn nguyên cái bộ này bảo hành cho anh em 10 năm cho anh em mình xài thoải mái nha, khỏi có vấn đề lo lỗi giặt lỗi gì lỗi cơ bản gì chứ. Em một cái một là tặng gốc triệt để, làm phải làm tặng gốc chứ không có làm mà gá gá nó mất công. Thì thường thường lên cho lát dài là anh em phải lên thêm cái lòng dài nha. Đây lòng dài nghe anh em, mình phải xài đầu dài mới được nghe, chứ anh em mà lên cái lắp không mà giữ đầu nồng là không có được nghe. Nó phải đi theo ba game của người ta, ngu tầm ngu mã tầm mã. Thì chủ xe này quyết định lên là lên 5 món chứ không lên 3 món, tại cái cục máy chủ xe cũng có làm 1-2 lần như thấy em thấy cũng nát hết trơn rồi, chủ xe bỏ hết trơn rồi kìa, bỏ nguyên mâm tối thằng đó kìa, nó gì nữa mà căng dây chai không đủ uống bia rồi đó, đó nguyên mâm đó nè. Lên lòng dài thì đầu bò này lên đủ đầu bò của thằng bò đầu bò thái nè, bò thái ET lộn, bộ thái có cái ống hơi đây nè. Anh em muốn lên đầu neo cũng được mà lên đầu thái cũng được, đầu nào lên cũng được hết trơn ấy. Mình dùng mình xài đầu thái thì nó cao cấp hơn nghe nè, cao cấp hơn. Thì cái này lên tới 5 món nè, lên luôn bộ nồi luôn, để phần bộ nồi đi, bộ nồi lên bộ nồi 2020 nồi đẹp luôn. Rồi là em lựa cũng dữ lắm biết rồi mà không có lựa đâu,
Bộ này chưa cho ông anh dặn em lâu rồi mà em cũng chưa có điện chảnh qua gắn được nữa. Thôi lên chảnh luôn đi, em cũng mua đợt sau này về mấy bộ nữa mà chưa về tới nữa. Thì còn cái nào xào cái đó. Lên cho bộ số luôn nè. Đó, lên bộ số nói chung là này như mới anh em ơi, tại vì đồ mình gã mấy cục máy vip vip không à, mua những đồ anh em người ta gã mấy cục máy 2020, 21, 22. Đồ thì chung đẳng cấp lắm. Là gì đó. Thì ra khi mà mình lên cái phương án này nè, mình phải cho nó ngu tầm ngu, mã tầm mã anh em. Đồ đẹp nó sẽ đẹp theo, đồ vừa vừa nó vừa vừa vậy đó, nó cho nó tương xứng với đồ đó mình xài theo thời gian nó lâu năm hơn. Lên gì lên cũng phải có mâm bí kíp nha, thì cho mấy đệ mình cho nó xé ra hết trơn đi. Rồi ráp cái máy này cho anh trai về sớm nha. Để cho bạn đợi camera qua đây. Mở cái chiếc full chờ 2 này coi. Full chờ 2 này. Nghe đợi nó nói là làm của túi bụi dữ lắm rồi. Thì giờ tụi em vụ ra khói này có gì đâu mà khó. Thì rút ra để em kiểm tra lòng bạc cái tông với canh cái nồi lại, cái nồi kỹ thuật này kia mình làm lại cho nó ấm im ra là xong rồi. Rồi chiếc hai mắt đệ gỡ rồi nè, trong cái máy này chủ xe vô quá trời vô nè, đầu nòng dên đầu thái không nè, 022 luôn nè, ET34 nè, thấy nào nhớt mà nó lên tới nước nhẹp luôn, cái đầu quy lát này nè, mở ra nè, bộ này cũng đẹp lắm anh em, bộ này chủ xe nó mua lướt gì đây nè, nhớt nhẹp nè. Còn cái nồi thì nó kêu rồi nó ọ thì coi lại cái nồi thì có dán bố rồi. Bố cũ thì giữ lại. Ta chiếc xe này làm cái bài bá đạo vậy. Chơi nửa cũ nửa mới. Rất chuông. Rồi cái máy thì có chủ đi theo rồi, này cứu lại thôi chứ không có làm máy làm gì nữa đâu. Anh em nó làm sạch xanh chứ làm gì nữa giờ. Nhà kia chủ xe thay máy khác thôi khỏi làm. Rồi bác để giờ gấp túi bụi xong anh em ơi, gấp phô hoa này rồi trước rồi nè, tại phô hoa này cứu ra khói với cái nồi nó ọ với nó giọng rồi phô mập thì bác để đang gấp phía trên em nghe tiếng máy luôn đó. Chuyện khói thì anh em mình dễ dễ nhận biết nhất nha anh em, trong cái máy kêu á thì khi anh em còn nghe lộn tiếng này hoặc là quá tiếng kia hoặc là nóng kêu hoặc là nguội kêu, còn này ra khói là anh em hụ lên là biết liền nghe nè, chứ khi cái nồi anh em nghe tiếng nữa. Nếu mà hụ cái này một cái là mịt trời đất rồi đó, thì khi mình làm liền đó là trong cái bô nó vẫn còn động nhất nó chút đỉnh nha nè, đó chạy nóng nóng lên nó mới khô mới tuyệt đối hết luôn nha, nói chung là nó hụ vẫn còn ra liêu riêu sương sương thôi, nhưng mà nó không có ra mà cái kiểu hồi nãy mà trắng xác hết trơn đó, khi cái nồi em cứu là cái nồi luôn nè. Cái nồi này em giải quyết cho cái tiếng ọ và cái tiếng giọng cà cạch mất tiêu luôn đó nghe. Rồi xe này cho anh trai lên đường rồi. Để cho rồi về nhắn tin hai cái. Úp hết ga hết số đi. Rồi tiễn cho anh phu hai về đi. Tên phu mập nè. Dùng ba cái ho sổ mũi có gì đâu anh em ơi. Giải quyết chút xíu về chứ gì đâu, thì bữa nay cúp điện cơ nữa, giờ này mới có điện lại nè, thôi là chiếc xe này xong nãy giờ mất tiêu rồi. Rồi tiễn cho anh trai về chiếc phu hai xong, chiếc phu mặt thì mới để cho nổ máy rồi, bữa nay nói chung là cúp điện anh em, thành ra làm cũng cũng hơi trễ đó, thì
thì quay lên, tôi em muốn lên máy ở chỗ này cũng tối rồi đó, thành ra cũng lên cái công đoạn mà tôi em khi lên máy móc xong chơi rồi nè, đó như ghi chân nghe nè, thì những cái hệ máy dòng phu mập, phu led 105 này kia là anh em đều lên được lớp dạy giống dĩ nha, nghe lên bộ thằng lằn sen cam này nói chung là ngon lành nghe nè. Cái này cúp điện rồi mưa cái nữa, em nghe tiếng máy nói chung là máy đã nổ hoạt động rồi, ngon lành rồi. Chúng mình để gà cò chín cò thái nhất nữa là xong. Để cho mình để nó chỉnh chưa có chạy thử này nè, để chạy thử một cái nữa mới được. Chạy thử ok nó bắt bẩn vô nó là xong là cho anh trai gì à. Rồi những anh em nào mà có những dòng mà phu mập nè, phu led FI sân cơ này kia đó, có muốn lên láp lên thằng lằn sinh cam đó thì anh em cứ liên hệ cho em đó, thì em đều lên được hết trơn nha. Rồi hoặc là những cái nem là những cái ban bệnh nó giống như chiếc hoa anh trai nó lên đồ toàn đó là đồ thái, nó có cái nồi thì giữ lại thôi đó, mà vấn đề mà có khói không mà làm cũng không hết nữa thì em cũng ra tay thì cũng nhanh gọn lẹ cũng về xong rồi. Chiếc này cho vấn đề nó test cái nữa là xong rồi, dung nhận gia hạn em nhiều cái clip kế tiếp nghe nè, ba anh chào anh em nha.